nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2020 sáng nay đoàn của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận toàn quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Cao Lãnh do đồng chí Nguyễn Văn Dương phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến diễn tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đây là hoạt động thường niên của tỉnh Đồng Tháp nhằm tri ân báo ơn các anh hùng liệt sĩ tại lễ diễn đoàn đã đặt vòng qua và dân hương tưởng nhớ công ơn của hơn 3.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc đang yên nghỉ, nghỉ tại Nghĩa Trang. Trước đó, vào tối qua, hơn 400 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đã đến dân hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh. Hôm qua, Bí thư tỉnh quỹ Lê Minh Hoang cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo thành quỹ Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã đến thăm và tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ ở phường 3, phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Tại mỗi nơi đến, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh sống, kinh tế của từng gia đình, mong muốn các gia đình giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu ăn học thành tài, noi gương các thế hệ đi trước để cùng chung tay xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển. Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã chủ trì cuộc họp với một số sở ngành địa phương để triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại chỉ thị số 19 tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Bên cạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tạm dừng các chuyến tham quan đến Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Dương cũng chỉ đạo truyền thông đối với các trường hợp người từ Đà Nẵng trở về phải khai báo y tế, tự cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày và báo cáo ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu ho sốt, khó thở, đồng thời khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bộ nhấn mạnh, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân là hết sức quan trọng trong lúc này. Trong đó, yêu cầu thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng hộ cá nhân và khai báo y tế. Ông Đồn Tấn Bửu yêu cầu kích hoạt lại hệ thống giám sát tại các tổ nhân dân tự quản của mặt trận tổ quốc, ngành y tế để mạnh tuyên truyền, tích cực hỗ trợ người dân khai báo y tế, tăng cường công tác dự phòng, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7, tại thành phố Cao Lãnh sẽ diễn ra sự kiện Những ngày dân quá Cao Lãnh Hội An năm 2020 cùng với lễ dỗ của ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 200, dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách đến tham quan. Ông Đoàn Tấn Vũ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh phối hợp với ngành y tế thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong lễ hội. Trong đó, khuyến cáo hạn chế tiếp xúc, giám sát việc di chuyển và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại nơi diễn ra lễ hội, sự kiện tập trung đông người, nhân dân. dân. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng 1 tháng 8 1930, 1 tháng 8 2020, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh quỹ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh quỹ, có thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp. Trong thư có đoạn, trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp luôn thể hiện được vai trò đi trước mở đường về tư tưởng, kiên cường đấu tranh, vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị của đảng công tác thông tin tuyên truyền luôn đi đầu đưa nghị quyết chỉ thị của đảng đi vào cuộc sống nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện có hiệu quả góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức hành động trong đảng bộ và nhân dân thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển quốc phòng an ninh giữ vững và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng dưỡng mạnh Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo tuyên quấn và các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp ngành tuyên giáo tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo tuyên quấn. chiều nay tại không gian sắc sang hội tụ, Hội Liên hiệp dân học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ khai mạc triển lãm bộ ảnh Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, chống dịch như chống giặc, gồm 104 ảnh. Bộ ảnh chủ đề Đồng Tháp đền ơn đáp nghĩa gồm 65 ảnh và bộ ảnh Đồng Tháp chung tay chống giặc COVID-19 gồm 55 ảnh. Khoảng 250 bức ảnh kể trên với nhiều kích cỡ sẽ được triển lãm hai bên đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ ngã tư Nguyễn Huệ đến ngã ba Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh. Đây là hoạt động mở đầu cho việc đổi mới, sáng tạo trong quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, mở đầu thực hiện ý tưởng con đường nhiếp ảnh định kỳ theo chuyên đề trên đường Lý Thường Kiệt và thực hiện ý tưởng không gian dân học nghệ thuật sắc sen hội tụ nhằm quảng bá các loại hình nghệ thuật của tỉnh, quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối du lịch. một số văn bản mới ban hành đáng chú ý hôm nay quỹ ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và quỹ ban nhân dân các quận thị xã thành phố siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm